Honda Civic C 2025 đã ra mắt, xe vẫn dùng hộp số sàn 6 cấp nhưng vù ga về số đỉnh hơn, hứa hẹn trải nghiệm lái thú vị nhất từ trước đến nay. Honda Civic C 2025 đã chính thức được giới thiệu với những nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, nội thất và khung gầm. Mẫu xe thể thao này vẫn giữ nguyên hộp số sàn 6 cấp, khẳng định niềm vui cầm lái thuần túy dành cho người đam mê tốc độ. Honda Civic C 2025 sở hữu diện mạo mới mẻ, kế thừa những tinh chỉnh từ phiên bản Civic nâng cấp ra mắt vào tháng 5. Phần cản trước được tái thiết kế, với lưới tản nhiệt phía dưới mang hình dạng lục giác độc đáo. Hốc đèn sương mù được tinh gọn, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và thể thao hơn. Nội thất xe được nâng cấp đáng kể với các cổng USB-C, màn hình cảm ứng trung tâm chính in hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Giống như phiên bản Sport Touring Hybrid, Honda Civic C2025 được tích hợp Google Assistant cho phép người dùng sử dụng Google Maps và nhiều ứng dụng khác từ Play Store. Bên cạnh đó, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 in cũng được thiết kế lại với đồ họa thể thao đặc trưng của dòng C. Bảng đồng hồ hiển thị vòng tua máy lớn, đèn báo xăng số, đồng hồ đo áp suất tăng áp và lực gờ. Ghế ngồi thể thao ôm sát cơ thể này được trang bị tiêu chuẩn tính năng sưởi. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Honda Civic C 2025 chính là những cải tiến về khả năng xử lý. Honda tự tin khẳng định đây là chiếc xi mang đến trải nghiệm lái thú vị nhất từ trước đến nay. Khung gầm xe được gia cố chắc chắn hơn với các thanh rằng mới ở cột B và cửa sau. Hệ thống giảm sóc cũng được hiệu chỉnh lại, mang đến khả năng vận hành ổn định và linh hoạt. Được coi là phiên bản tay giờ lai, nhưng việc Civic C 2025 vẫn giữ nguyên hộp số sàn 6 cấp, đặc điểm duy nhất trong phân khúc cho thấy Honda muốn nhắm đến đối tượng khách hàng là những người đam mê cảm giác lái thực thụ. Đại diện Honda cho biết, Civic C2025 không tập trung vào việc tăng công suất. Mẫu xe vẫn sử dụng động cơ tăng áp 1.5 lít, sản sinh công suất 200 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm. Tuy nhiên, Honda đã cải tiến trải nghiệm sang số với việc mở rộng chức năng rev matching, vù ga về số. Trước đây, xe chỉ tự động sang số nhanh đến số 2. Giờ đây, Honda Civic C2025 có thể làm điều tương tự khi số 2 về số 1, mang đến cảm giác lái like phấn khích hơn. Honda Civic C 2025 sẽ được bán ra vào đầu tháng 8 với giá khởi điểm từ 29.950 USD, 760 triệu đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.095 USD. Khách hàng có thể lựa chọn thêm lốp xe hiệu suất cao dành cho mùa hè, với giá 300 USD 7,6 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.